Thất bại gần nhất trước U23 Indonesia ở SEA Games 32 đã mang tới cho U23 Việt Nam nhiều bài học, trong đó đáng chú ý là khả năng tập trung để đứng vững trước những thời khắc khó khăn. Trận chung kết trên sân Rayong Provincial với U23 Indonesia đã thể hiện rõ tại sao đội bóng này đã thuyết phục vượt qua chủ nhà U23 Thái Lan ở bán kết. Đội trẻ xứ Vạn Đảo có sự đa dạng về lối chơi tấn công, tốc độ nhờ những tiền đạo nhanh nhẹn, khéo léo cùng kinh nghiệm của huấn luyện viên Shin Tae-yong. U23 Indonesia áp dụng đấu pháp pressing quyết liệt để đoạt bóng và tổ chức tấn công nhanh, liên tục tấn công và dứt điểm nhỉnh hơn, dội bóng vào vòng cấm của thủ môn Văn Chuẩn nhiều hơn. So với thời điểm đá SEA Games 32, U23 Việt Nam hiện tại đã thể hiện sự cải thiện đáng kể. Đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã kiểm soát tốt tình hình, giữ vững cự ly đội hình, chống đỡ áp lực một cách hiệu quả. U23 Việt Nam không chỉ đẩy lùi được áp lực của đối thủ mà còn có những phản đòn sắc bén mỗi khi giành lại quyền kiểm soát bóng. Trong hiệp 2, có ít nhất 4 tình huống U23 Việt Nam phối hợp tốt, chỉ cần vài chạm triển khai bóng để tạo ra cơ hội ghi bàn. Nếu các cầu thủ như Minh Quang, Quốc Việt hay Xuân Tiến tận dụng tốt hơn, thủ môn Hernando của U23 Indonesia đã phải trải qua nhiều thử thách hơn. U23 Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn trong hành trình đến chung kết SEA Games 32, thể hiện sự cải thiện đáng kể và khả năng tập trung đối mặt với áp lực.